Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hà Du Ký Vlog. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn trong tuần qua đã dành rất nhiều thời gian quý báu để xem kênh Hà Du Ký Vlog. Và bây giờ xin mời quý cô chú anh chị và các bạn xem tiếp phần chia sẻ của Hà. Hôm nay Hà sẽ chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn một ngôi giáo xứ được trang trí cũng khá là đẹp, ấn tượng, và nơi đây có những điều gì thú vị nữa. Thì bây giờ Hà xin mời quý cô chú anh chị và các bạn tiếp tục đồng hành với Hà nha. Và đây là giáo xứ Tân Bình nha quý cô chú anh chị và các bạn. Giáo xứ Tân Bình thuộc khu vực huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Bây giờ thì Hà xin mời quý cô chú anh chị và các bạn chiêm ngắm cái không gian trang trí mừng Chúa Giáng Sinh tại giáo xứ Tân Bình nha. Xem trang trí đây có điều gì ấn tượng, có gì thú vị hơn so với những gì Hà đã từng chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn không ha? Wow, ở đây thì Hà thấy hình như là ca đoàn hay là giáo lý viên gì đấy. Một tập thể khá là đông các bạn trẻ đang tập cái chương trình văn nghệ. Có thể là chương trình văn nghệ để phục vụ cho những sự kiện mừng Chúa Giáng Sinh nè. Về coi đi ủng hộ em. Là bấm ok gì, bấm thích cái gì không? Vô xem xong rồi bấm đăng ký kênh. Lấy hình không? Chú lấy hình là kỷ niệm nè. Này, đó. Nè chú nè. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì bây giờ Hà cũng xin được tạm dừng tại đây. Hà xin chúc các bạn trẻ có những tiết mục biểu diễn trong ngày mừng Chúa Giáng sinh thật là thành công, thật là ý nghĩa và vui vẻ hạnh phúc. Hà xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành với Hà. Chúc cho tất cả chúng ta mừng Chúa Giáng sinh thật là an lành, vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong lòng sâu thẳm, Chúa sinh đêm nay nên bé nhỏ khó hèn. Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đắm thắm, muốn để đền bù những thói đời bạc đen. Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió cho tới thờ kinh vua giáng trần.